nắng nóng, nhiệt độ ở London lên đến hơn 30 độ C. Người dân và khách du lịch ở London đón một đợt nắng nóng ở bước vào ngày thứ Hai, 11 tháng 7, khi nhiệt độ được ổn định là 33 độ C. Elizabeth Smith, một du khách đến thăm London vào kỳ nghỉ, cho biết thời tiết quá nóng ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của tất cả mọi người. Nguyên nhân dẫn đến nhiệt độ tại London tăng cao là do biến đổi khí hậu, và chắc chắn tình trạng này sẽ còn kéo dài và nghiêm trọng hơn. Cảnh báo đến sức khỏe, nhiệt độ cấp 3 được áp dụng trên khắp miền Nam, miền Trung Du và miền Đông nước Anh, nơi nhiệt độ đang tăng vọt. Cơ quan thời tiết quốc gia của Vương quốc Anh, văn phòng MED cho biết đây có thể là ngày nóng nhất trong năm cho đến nay. Một cảnh báo sức khỏe nhiệt độ được thông báo, đợt nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài đến ít nhất là cuối tuần. Hiện tại không chỉ nước Anh mà các quốc gia khác trong khu vực châu Âu như Tây Ban Nha, Ý cũng đang chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng khiến đời sống người dân và các hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng đang gặp khó khăn.